Các bác sĩ ở California đang rơi vào tình trạng lung túng hơn bao giờ hết với trường hợp bệnh kỳ lạ của Michael Botwright, 61 tuổi. Vốn là một người Mỹ chính gốc, Michael được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên trong một tòa nhà nghỉ tại California. Sau khi được đưa tới một trung tâm y tế, thì ông ta đã tỉnh dậy, tự gọi mình là Johan Eck, không nhớ bất kỳ điều gì và chỉ biết nói duy nhất tiếng Thụy Điển. Tôi thật sự bất ngờ khi đọc báo và biết chuyện. Tôi nghĩ là mình sẽ chuyển đến sống gần anh ấy. Bạn biết đấy, bất cứ ai cũng sẽ làm điều đó cho một người bạn của mình. Các cuộc kiểm tra cho thấy, sức khỏe của Michael đang trong điều kiện tốt. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn không thể nhận ra mình trên chứng minh thư nhân dân được tìm thấy ở nhà nghỉ. Lúc đó, cơ thể tôi run lên như người bị chứng động kinh. Sau đó tỉnh dậy thì tôi không còn nhớ gì. Tôi đã nhìn vào gương và khóc rất nhiều hiện các chuyên gia y tế vẫn chưa thể lý giải ca bệnh kỳ lạ này cảnh sát cũng đã vào cuộc để tham gia điều tra về nguồn gốc thân nhân của michael ghi nhận ban đầu cho thấy có vẻ như michael đang tới khu vực này để tham gia một giải đấu quần vợt